Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại Lào Cai, chiều nay 27 tháng 2, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tại nhà lưu niệm Bác Hồ và đền thượng tại thành phố Lào Cai. Cùng tham dự về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, đơn vị. Thành kính dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu nguyện hứa không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác kính yêu đã lựa chọn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 đề ra, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại đền thượng, các đại biểu thành kính dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người đã có công lãnh đạo nhân dân đánh đuổi giặc xâm lược, bảo vệ bờ cõi đất nước.